suốt quá trình học, tụi mình được hướng dẫn rất kỹ về hô hấp. Mấy đứa mình ai cũng tập trung 200% công lực để tranh thủ tập luyện. Giờ thì mình học hát cùng các cô nàng Ohio xinh đẹp nhé các bạn ơi. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and say sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Later. Đây đây đây. Mở được má. Ấy được rồi. Rồi. Khi nó đóng lại. Rửa tay, rửa tay, rửa tay, rửa tay. Trước khi vào thì bọn mình thường sẽ vệ sinh ở đây. Anh nhau xem. Đây mình và chúng mình không thể quên đo nhiệt độ. Ê. Trưng bày tất cả những album chữ ký của nghệ sĩ nổi tiếng. Không, trước có chị đấy có nói mình là đây là tuyển tập những nghệ sĩ mà đã từng hợp tác với studio. Ồ, nghe đã thấy. Đây đây mọi người, không hết, chưa hết đâu. Đây. Bọn mình đang training thì đã được các nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng đã từng hợp tác rồi, thà thật là hạnh phúc. Bây giờ có lẽ mình sẽ lên tiếp lầu 3. Cái lầu mà lầu 3 là lầu mà bọn mình ngày nào cũng tập nhảy hết á. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên đấy nhá. Đây, hôm nay sẽ đến lượt Lizzy. Trước mọi người, Lizzy sẽ giới thiệu cho mọi người một phòng tập nhảy siêu 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 đỉnh ở SL Studio. Ôi, trong kia có nếp bên mình gần đặt hăng say tập luyện mọi người ơi. Mình vào xem sao nha. Ôi, kìa. Ôi, siêu quá thì siêu, đúng chất idol luôn. Let's go. Tập nhảy hết á, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên đấy nhá.
myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. They'll be used as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Sớm luôn, kiểu người ta quan trọng về việc là từ bé phải được đào tạo bài bản ấy,
giống như trong cái bài học hát cô cũng có nói là những người mà học dụng cụ từ nhỏ thì khi mà khi hát là sẽ không có sai nốt hay là tránh nốt, tại vì người ta đã tiếp xúc nhiều với âm nhạc và các nốt nhạc rồi á, thì nó sẽ nắm chắc được cái nốt đó phải làm như thế nào. Rồi cho nên là tụi mình cũng thấy tụi mình còn khá là bỡ ngỡ mua những em nhỏ. Đấy, mọi người ơi, chuẩn bị tới quán ăn rồi mọi người. Nè, bên này mọi người thấy một quán cà phê tỉnh cho rất dẻo này. Mình nghĩ là nếu mà không có dịch ấy thì tất cả các quán cà phê ở Hàn Quốc đều rất là đông khách. Ờ, đúng rồi, rất đông, tại vì quán nào cũng decor một cách rất là hiện đại và kiểu sáng ấy, chứ không phải là qua loa đâu nha. Người ta đã đầu tư về được decor quán. Còn vài bước nữa thôi là chúng ta sẽ đến quán rồi. Nhanh thế nhở, đi thấy xa xong nay đi gần thế nhở. Hôm nay giới thiệu cho mọi người kiểu có cảm hứng ý, kiểu giới thiệu mình đã đi đây quen rồi, mình đã rồi, tới rồi mọi người ơi. Lúc nãy giờ thì tụi mình cũng đã giới thiệu cho mọi người ở trong studio có gì nè, bọn mình được học nhảy như thế nào. Rồi lúc nãy bọn mình cũng có cho mọi người xem những đường phố gần studio bọn mình học. Và thì bây giờ thì tụi mình cũng cảm thấy hơi đói bụng một chút. Và bây giờ tụi mình sẽ vào đây ăn và xin phép được tạm vlog ở đây. Và hẹn mọi người ở những vlog tiếp theo nha. Bye bye, tụi mình đi ăn cơm đây. Bye.